chương trình Khúc Vọng Vàng Son ra đời đã thể hiện cho những người nghệ sĩ trẻ có cơ hội được hóa thân vào những nhân vật kinh điển trong những vở tuồng ra vó một thời, cũng như là những bài ca cổ mà đã đi sâu vào lòng khán giả mộ điệu, ca lên là mọi người đã thuộc ngay và có thể hát theo. Đây là một cái chương trình mà Lâm nghĩ rằng cần, rất cần làm trong thời điểm bây giờ. Vì quý vị đã biết là hầu như là các game show giải trí rất là nhiều, nhưng để có một cái chương trình nói về cải lương, nói về sân khấu, nói về những kịch bản kinh điển của sân khấu Việt Nam rất là hiếm hoi. Vì vậy cho nên là Khúc Vọng Vàng Son cho ra đời trong thời điểm này, Lâm cảm thấy đó là một cái điều rất là hợp lý. Luôn rất là xúc động khi được tham gia chương trình Khúc Vọng Vàng Son. Nơi đây là nơi mà tất cả các bạn trẻ hội tụ những tinh hoa của vọng cổ ở miền Nam Việt Nam mình. Khi mà mời tham gia cái chương trình này, Lâm rất là vui. Sân khấu cải lương bây giờ phải có một cái sân chơi sáng lạng như vậy để phục vụ cho tất cả quý vị. Vì cải lương của mình là một món ăn tinh thần không thể nào thiếu trong lòng của công chúng. Nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc, có một cái gì đó động lực vì có thêm một sân chơi, một sân khấu cho bên bộ môn nghệ thuật cải lương, và để cho nghệ sĩ có những giây phút thật là vàng son trên sân khấu. Trăm năm tình thương trong cõi vô thường, mà lưu luyến quái điệu hò bài bản cải lương. Thương chi rồi xa mê lắm đau nhiều, nhưng sao cõi lòng mơ hoài giai điệu trần thương.